đi chậm rồi. Ôi, Ly đi chậm quá, Dio đi chậm quá. Này này này. Dạ, papa. Papa. Hôm nay mùng 1 mình đi khai xuân. Ôi giời, Dio đi nhanh quá. Autobus tramvai đẹp chưa con ơi? À, tramvai đẹp chưa? Ôi nghiêng 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 sợ ngã lắm. Nhìn nhìn thẳng, nhìn thẳng. Ôi con chó kìa. Ôi nhiều chó chưa? Wow.